nhỏ. Hôm nay lớp họ trắng cùng tạo hình sáng tạo với màu nước. Đó là một hoạt động mà tất cả các bạn nhỏ đều vô cùng thích và hào hứng. Các bạn cùng quan sát cô hướng dẫn nhé. Bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng, bên cành đào tươi. Buổi thực hành này đã giúp cho các bạn nhỏ rèn luyện được sự khéo léo của các ngón tay, của đôi bàn tay linh hoạt. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi, chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi. Chúc ba mẹ thương bé nhiều nhiều, chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi, chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Chúc ba mẹ thương bé nhiều nhiều, chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì, lì xì. Ba mẹ thấy các tác phẩm của chúng con có lung linh và rực rỡ không ạ?